ngày 25 tháng 8, thứ năm tuần 21 thường niên. Các con hãy sẵn sàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào gạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, con người sẽ đến. Vậy các con nghĩ ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cứ giờ mà phân phát lương thực cho họ? Phúc cho đầy tớ ấy khi chủ nó đến thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người ấy lên coi sóc tất cả gia sản ông. Nhưng nếu đầy tớ ấy xấu nghĩ trong lòng rằng chủ tôi về muộn, rồi nó đánh đập các bạn đầy tớ, lại còn chè chén với lũ say sưa, chủ đầy tớ ấy trở về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, ông sẽ xé xác nó ra và cho nó chung số phận với những kẻ giả hình. Ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Tin mừng cho thân phận con người ắt tử. Các con hãy sẵn sàng. Một ngày qua đi, bao người qua đời, thế nhưng cái chết vẫn mãi là một vấn nạn không lời giải. Các tôn giáo thì còn nghĩ đến hồn phách của con người sau cái chết, còn người duy vật vô thần thì cho rằng chết là hết, không còn gì tồn tại nữa. Với người Công giáo, chúng ta vui mừng vì Chúa Giêsu, con Thiên Chúa đã đến để mặc khải cho con người biết cái chết không phải là hết, không phải là chấm dứt cuộc sống con người, nhưng là lối mở cho con người tiến vào sự sống vĩnh cửu của Thiên Chúa. Toàn bộ lời Chúa Giêsu và cả cuộc đời của người hiến thân vì yêu cho đến chết đều hướng chúng ta đến sự sống lại và sự sống đời đời. Và bấy giờ, các Kitô hữu sống trong niềm hy vọng hằng sống ở đời sau. Hạt bụi đời con người ắt tử đã trở nên hạt bụi hồng được ơn cứu rỗi, được phục sinh. Chúa Giêsu nói: Các con hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Chúa các con đến để làm gì? Chúa Giêsu nói ở một đoạn khác: Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì thầy lại đến và đem anh em về với thầy. Để thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Đây đúng là tin mừng cho con người ắt tử, để không còn phải hoang mang về sự chết không lời giải. Là những người tin vào Chúa Kitô, Chúa muốn chúng ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến. Vì sự chết thản nhiên, nhưng giờ chết bất ngờ. Cách chết thì không ai dám biết trước. Vậy tỉnh thức và sẵn sàng đón Chúa đến là hãy tin cậy mến Chúa hết lòng, yêu người hết lòng, sống công chính như lời Chúa dạy, vui mừng và khát khao được sống với Chúa ở đời sau. Lạy Chúa, xin cho các gia đình không phải quá đau buồn, tiếc nuối, hoang mang lo sợ trước sự chết, nhưng luôn sống yêu Chúa, yêu người và hân hoan đón Chúa đến. Amen. Lạy Chúa, những xót xa bàng hoàng đau thương của một mùa dịch kia cứ hãy đang còn sót lại trong mỗi nỗi nhớ niềm thương.
và có người trong chúng con lại thốt lên: Tháng 8 ơi, nỗi nhớ nào da diết, tháng vào thu, người vĩnh biệt thiên thu. Vâng, lạy Chúa, đó là chút động lại của tình người. Nhưng xin Chúa cho chúng con can đảm thắng vượt những nỗi nhớ, để chỉ còn một nỗi nhớ miên man, là nhớ đến Chúa Giêsu đang cùng chúng con hân hoan sống những ngày trần gian lữ khách. Và chính Chúa Giêsu sẽ dẫn chúng con vào mùa đoàn viên, cho thỏa những nỗi nhớ niềm thương. Lạy Chúa Giêsu, gia đình chúng con tín thác vào Chúa và cùng hát lên: Có Chúa bước bên tôi, lòng tôi chan chứa bao niềm vui. Có Chúa dắt đưa tôi, nhịp chân tôi bước trong thảnh thơi. Amen. Lòng tôi nơi